kiểu là có cái tiếng người đi trên đấy sao. Có một bà đau đầu có đấy rồi. Ngoài rồi bà ạ. Thôi đừng nghe bà đang vậy lên nhỡ sao phát sao anh Khánh này anh ngoài thảo đấy. Mà cơm nước trong kia không ăn ăn mì tôm làm gì xong rồi nơi ăn mì tôm nóng. Thôi ăn mấy nay ăn nhiều cơm hôm nay ăn mì tôm kiểu bữa mới sáng em có ăn cơm bao giờ đấy. Thế thôi vào pha mì tôm mà ăn thôi. Vâng. Hoa xoài là cái rụng đầy ấy thầy. Hoa xoài đầy thầy thì có ai đấy, bà nhìn xem thì có ai. Tầng nhà mình kiếp cả năm cháu thì trái cháu từ lúc cháu xuống đây cháu cứ chết thầm lên tầng lần nào lần gì thì ai thầm lên đấy. Thế tầng nhà mình cháu có một cái gì để lên luôn ý. Nhưng mà từ hôm qua này thì cứ đi xuống mấy thằng gì đó. Chắc là nó muốn lên nó quét hoa xoài kệ nó không.
nó mới dọn ở trên nhà mình cái gì thì càng tốt, cái đấy thì quan tâm làm gì mà cứ chạy mà cháu nhìn đi ăn cơm. Chắc là muốn lấy lòng bá mà. Nhưng tại mình có gì được bá không lấy gì. Nhà mình kiếp bá xem cả năm có ai lên bao giờ rồi. Còn mình có tính người bá mạnh quá lắm rồi. Chắc bá chắc mạnh quá mà lấy mạnh quá chậm. Tâm trạng kiểu lúc mà mình mệt ấy nó kiểu hoảng loạn như vậy mà. Còn thế nhà mình có ai lên lấy được. Nhưng mà sao lấy cầm mì tôm nó xách đi nó về tổng nó đi mua ăn thì xách đi tầng bán nha. Tôi nghe có vấn đề là sao? Hay là con này nó lại mang cái dịp đấy nó làm gì đấy? Ui, chắc nó đi nhầm chứ kiểu nó lên đấy làm cho trời nắng lên sắp mưa lên nơi rồi đấy là đi ra ngoài đây bán đi lại cũng khỏe gì mà. Vâng, vậy cháu dẫn bán đi bộ đi cho nó khỏe người đó đi ra ngoài vừa hít không khí với đỡ mệt mà nằm nhiều nó ốm nhiều rồi đã nay đi bộ một tí để cho nó khỏe. Nó cháu cứ đi bán hàng đi ấy đi cứ đi bán hàng đi bán này bán đỡ không bán ăn cơm nữa bán đi lại được bà cứ nằm bẹt như ngày trước ông cháu cứ đi bán hàng đi nhá. Sao nhưng mà cháu bây giờ thấy nó giảm thì bà không nghĩ người ta vợ nó mắc nghỉ gì đấy. Ôi trời ơi, có cái gì bác? Nhà bác mệt quá. Quá tập tinh này, tớ đang không nhìn thấy có cái gì. Cũng có cái chảo mình, cái chảo TV mình với cái điều hòa đây có. Đúng thật, con ấy nó bảo lấy quét con xoài đi. Con xoài đang ngồi xoài đầy hoa đi. Sân ra cháu còn phải quét bao nhiêu lần đấy chứ cái gì trên đấy. Thôi nó dọn lại cho nhà mình cái gì thì càng tốt cái đấy chứ. Nhưng mà bán đúng là rõ đêm qua bán nằm cũng đêm bà thấy như kiểu có người đi lại mình cảm các đêm hôm mình kiểu vậy bà đêm hôm kiểu như thế còn cháu hôm trước đêm nữa hay nghe tiếng mèo kêu các do bà ốm là tinh thần bà bị như là nó nghe thấy vậy thôi chứ còn gì không sao rồi bà má thì má không nghĩ gì nhưng mà nhẽ lần này bá lại mỗi khi là bá là tầng đấy nhưng mà ít khi lên lâu lâu bà lên bà quét dọn thôi tại vì cứ chả có cái gì hết cả cháu từ hôm xuống đây tầng cháu cứ chưa lên lần nào ô vậy bà Nga tối qua bà về đây bà ngủ không tối qua về đây ngủ à cháu không thấy bà đâu à không hay nhỉ cháu cũng chả biết nữa mà chắc bà về nhà bà đi đâu càng tốt thì còn tạo làm gì hôm qua Cam Vinh nó bảo là bà đi đâu vâng chắc bà đi với bà Trịnh thì hai bà đi chơi với nhau đấy bà xem chơi nhau chắc thì mình đi qua đây đi ba Trịnh à? Đó, nhưng thế mà đi ba Trịnh thì bà đi ba Trịnh thì thôi chắc lại đi ăn chơi bài cả bà đưa đi còn mà mình đấy là nó tối qua bài không phải đây gì và nên là chỗ cái chỗ nằm của bà vẫn còn yên đây vẫn còn đang đồ là cái mình nó bà nó xếp ổ bà đâu là bà tối qua là bà không phải đây à vâng tối qua bà không phải đây lạ nhỉ nay được không thấy đâu mỗi bà biết tôi kệ bà đi mẹ lúc nào ấy đi ấy nhá lúc nào đi xếp hàng là ra đóng cổng lại cho bà thôi đi vào sáng mà đi không phải lo cho bà vâng. Đi vào bà tí là bà đi lại tí cho nó khỏe tí không bà xuống bà ăn cơm vâng. Xong là đi giờ sáng mà đi bán hàng đi vâng. Còn bà cứ đi vào bà cứ vào ăn cơm để cháu ra đặt ống cổng lại cháu chưa đi thì cháu mới đi rồi khi nào nó đang gọi phóng đi.